Xin chào quý vị và các bạn. Đã vào giữa tháng 7, cái nắng không còn gay gắt như những ngày tháng 6 nữa. Miền Bắc lúc này đang trải nắng vàng len lỏi qua sắc xanh của những tán sấu bắt đầu ra quả. Dù nhiệt độ có tăng nhẹ so với những ngày trước, nhưng mức nhiệt cao nhất hôm nay trên toàn miền Bắc chỉ dừng lại ở ngưỡng 33 đến 35 độ, rơi vào khoảng đầu giờ chiều. Sau 18 giờ cho đến sáng hôm sau, gió đông nam thổi giúp bầu không khí dễ chịu hơn. Vùng núi phía Tây còn lác đác có mưa nên tiết trời buổi tối khá mát mẻ. Tương tự như vậy, thủ đô Hà Nội hôm nay oi nóng vào trưa và chiều nay với mức nhiệt cao nhất ở khoảng 34 đến 35 độ. Về chiều tối và đêm, khả năng mưa thấp nhưng lại có gió mát nên thời tiết dịu đi nhanh. Từ khoảng nửa đêm khi mà nhiệt độ hạ về mức 26-27 độ thì quý vị có thể tắt bớt điều hòa và sử dụng quạt để tiết kiệm điện năng mà vẫn đủ mát. Với các tỉnh Trung Bộ, hôm nay vẫn là một ngày nắng ráo nhưng không quá nắng nóng. Ngoại trừ một vài nơi ở vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, còn lại hầu khắp các nơi nhiệt cao nhất chỉ dừng lại ở ngưỡng là 35 độ. Ở phía Nam Trung Bộ nền nhiệt thấp hơn các tỉnh phía Bắc khoảng từ 1 đến 2 độ. Đến với thành phố biển Đà Nẵng, hôm nay trời nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Nhờ gió biển điều hòa nên cảm giác sẽ càng dễ chịu hơn nữa về chiều. Buổi tối và đêm, nhiệt độ sẽ hạ từ từ và dừng lại ở ngưỡng 27 độ. Ở phía Nam, trưa và đầu giờ chiều nay trời vẫn có nắng và cái nắng cũng không gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên là 28-31 độ và Nam Bộ thì không quá 33 độ. Đáng lưu ý là gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động đều. Cứ đến chiều là nó tích đủ ẩm để gây mưa cho các tỉnh thành Nam Bộ và Tây Nguyên. Do vậy mà tối đến đêm, trời lại trở lại tiết trời mát mẻ. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 19-22 độ ở Tây Nguyên và 23-26 độ tại Nam Bộ. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cũng có trạng thái sáng nắng chiều mưa. Mưa không nhiều và không đều nhưng cũng sẽ phần nào gây bất tiện cho những quý vị nào phải ra ngoài trời vào sau 16 giờ. Quý vị hãy lưu ý thực hiện đúng chỉ thị 16 về phòng chống dịch COVID-19 để sớm kiểm soát dịch và giữ an toàn sức khỏe cho chính chúng ta. Ngoại trừ lưu ý đó ra thì nhìn chung tiết trời thành phố khá mát mẻ, có lẽ sẽ phần nào giúp xoa dịu tâm lý của nhiều người trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 căng thẳng hiện nay. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.